Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 8 tháng 6 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Vào đêm ngày hôm qua thì trận chung kết Europa Conference League đã diễn ra và thế giới bóng đá cũng chứng kiến rất nhiều tin tức thú vị. Vậy cụ thể tập thể nào đã đăng quang và những câu lạc bộ tên tuổi có những chuyển động gì đáng chú ý trong 24 giờ qua? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Dù nhập cuộc rất quyết tâm và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng cả Fiorentina lẫn West Ham đều không thể chọc thủng lưới đối thủ và hiệp một trận chung kết Europa Conference League đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Mọi việc sau đó chỉ thay đổi khi Saïd Benrahma mở tỷ số cho búa tạ ở phút thứ 62. Tuy vậy, đại diện nước Ý cũng cho thấy mình là một đối thủ không hề dễ chơi khi Giacomo Bonaventura có bàn quân bình tỷ số ở phút thứ 67. Phát lập công này khiến thời gian sau đó trở nên vô cùng căng thẳng. Và rồi kịch tính đã được đẩy lên rất cao khi Jarrod Bowen có bàn thắng quý ân bảng để giúp West Ham ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên David Moyes đã chính thức trở thành tân vương của Europa Conference League năm nay. Mùa hè đang diễn ra theo cách cực kỳ sôi động ở làng túc cầu thế giới và một trong những câu hỏi được các fan quan tâm nhất vừa được giải đáp. Theo đó, Lionel Messi sẽ không đi theo những lời mời chào béo bở từ Ả Rập Xê Út và cũng chẳng quay lại đội bóng cũ mà đã có cho mình một bến đỗ hoàn toàn khác. Theo đó, chuyên gia săn tin Fabrizio Romano đã here we go việc El Pulga chuyển đến Inter Miami thi đấu ngay trong mùa giải mới. Đây được xem như chiến thắng lớn của đại diện MLS trên bàn đàm phán và chắc chắn đội bóng của chủ tịch David Beckham sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong thời gian tới. Dù không còn trẻ và cũng gặp nhiều chấn thương trong những năm qua, nhưng Neymar vẫn là một cái tên có sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Điều này thể hiện ở việc ngôi sao người Brazil được liên hệ với rất nhiều câu lạc bộ tên tuổi và Chelsea là một trong số đó. Theo Sky Sports, tập thể Tây London đã bắt đầu làm việc với Paris Saint-Germain để mở cuộc đàm phán chính thức về việc ký hợp đồng với chân sút 31 tuổi. Theo chiều ngược lại thì ông lớn nước Pháp cũng được cho là không quá mặn mà trong việc giữ lại Neymar, nên khả năng một vụ mua bán diễn ra là không nhỏ chút nào. Jadon Sancho đang không có được những màn trình diễn như ý ở Manchester United và điều này khiến cho tương lai của ngôi sao người Anh trở nên thiếu chắc chắn. Thậm chí các đồn đoán về việc Quỷ Đỏ sẵn sàng bán nhân tố 23 tuổi đã xuất hiện và giờ là lúc các đội bóng muốn có tài năng sinh năm 2000 có thể cân nhắc. Theo đó, một vài bến đỗ tiềm năng đã được nói đến và khá bất ngờ khi câu lạc bộ cũ của Sancho là Borussia Dortmund cũng nằm trong số này. Thậm chí đội bóng vùng Ruhr còn được cho là bên đang dẫn đầu cuộc đua và xem ra đây cũng là một lựa chọn không tồi dành cho chân sút 23 tuổi. Liverpool vừa thành công mang về một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng là Alexis McAllister và rất nhiều người cho rằng lữ đoàn đỏ đã phải bạo chi để có được chữ ký của tiền vệ Nam Mỹ. Tuy vậy, hóa ra số tiền mà The Kop đã phải bỏ ra lại thấp hơn nhiều so với dự đoán khi nó chỉ quanh mức 35 triệu bảng. Đây thực sự là một món hời quá lớn so với tài năng mà nhà vô địch thế giới 2022 sở hữu và giờ là lúc lữ đoàn đỏ có thể tập trung vào các mục tiêu mới. Trong một tuần vừa qua thì các thông tin về việc Real Madrid đang tăm tia hậu vệ Alphonso Davies của Bayern Munich đã liên tục xuất hiện và thu hút nhiều sự chú ý. Điều này buộc khung xám xứ Bavaria phải cân nhắc tương lai của ngôi sao người Canada và theo các đồn đoán thì nhà đương kim vô địch Bundesliga định giá cầu thủ 22 tuổi ở mức lên đến 100 triệu euro. Tuy vậy, ưu tiên của ông lớn nước Đức vẫn đang là giữ chân bằng được Davies chứ không phải là để cầu thủ này đến với một câu lạc bộ nào khác. Như vậy là sau rất nhiều chờ đợi thì cuối cùng ngôi sao Jude Bellingham đã cập bến Real Madrid. Thông báo trên đã được chuyên gia săn tin Fabrizio Romano here we go và giờ là lúc kền kền trắng có thể chuyển sự quan tâm sang các thương vụ khác. Được biết, thương vụ của tài năng người Anh đã tiêu tốn của Los Blancos trên dưới 100 triệu euro chưa kể các biến phí. Theo đó, cầu thủ 23 tuổi đã cam kết tương lai với đội chủ sân Bernabeu đến tháng 6 năm 2029. Hiện tại thì các cuộc kiểm tra y tế đã được lên lịch trước vì Real Madrid muốn hoàn thành vụ chuyển nhượng ngay trong tuần này. Ngoài việc cần tìm kiếm một huấn luyện viên mới thì Paris Saint-Germain cũng đang khẩn trương săn đuổi những mục tiêu chất lượng. Theo đó, ông lớn nước Pháp được cho đã lên kế hoạch thảo luận về chân sút Marcus Thuram. Được biết, cầu thủ 25 tuổi đã lọt vào danh sách cần quan tâm của giám đốc thể thao Luis Campos và đội chủ sân công viên Các Hoàng Tử, nhiều khả năng sẽ tăng tốc trong thương vụ này.
Bên cạnh các diễn biến trên thị trường chuyển nhượng thì quá trình đổi chủ của Manchester United vẫn đang là chủ đề rất nóng. Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, phía ứng viên Qatar đã gửi lời đề nghị thứ 5 để mua 100% cổ phần của đội chủ sân Old Trafford. Đây được đồn đoán là lời đề nghị cuối cùng của Sheikh Jassim và thông điệp mà vị doanh nhân này gửi đến nhà Glazer tương đối rõ ràng. Theo đó, giới chủ hiện tại của Quỷ Đỏ chỉ có thể chấp nhận hoặc là nhìn phía doanh nhân Tây Á rời bỏ quá trình đàm phán. Trong vài tuần qua thì thông tin một vài đội bóng muốn có Frank Kessié đã liên tục xuất hiện và thu hút được nhiều sự chú ý. Theo chiều ngược lại thì Barcelona được cho là cũng sẵn sàng chia tay nhân tố 26 tuổi để thu về một khoản tiền nhằm tái đầu tư vào các thương vụ mới. Việc này khiến cho bản thân cầu thủ người bờ biển Nga phải cân nhắc về tương lai của mình và dường như ngôi sao này đã chấp nhận việc rời Camp Nou trong mùa hè tới. Do đó giờ là lúc ông lớn xứ Catalan có thể lắng nghe những lời đề nghị dành cho Frank Kessié và 35 triệu euro là con số tối thiểu mà nhà đương kim vô địch La Liga muốn thu được từ thương vụ này. Việc Barcelona tăm tia hậu vệ Joao Cancelo đã xuất hiện từ lâu. Những mức giá của ngôi sao người bố có thể là một rào cản với ông lớn xứ Catalan trong thương vụ này. Tuy vậy, sau một thời gian bàn bạc thì dường như bộ sậu của đội chủ sân Camp Nou đã tìm ra phương án hợp lý. Theo đó, nhà đương kim vô địch La Liga đang tính việc chỉ mượn cầu thủ 29 tuổi trong một mùa và sẽ ký hợp đồng với một hậu vệ khác là Van Dessen sau đây 12 tháng. Đây được xem như kịch bản khá phù hợp cho đại diện xứ đấu bỏ và giờ là lúc họ phải thăm dò phản ứng của Man City về ý tưởng kể trên. Trước khi tính chuyện mang về những tân binh chất lượng thì huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đang cần thanh lọc bớt đội hình của Manchester United. Một vài cái tên đã được khoanh vùng và chiến lược gia người Hà Lan được cho là đã bật đèn xanh cho bộ ba Harry Maguire, Dean Henderson và Donny van de Beek rời nhà hát của những giấc mơ. Bên cạnh đó, Wout Weghorst khả năng cao cũng không được giữ lại nên những Manusian khó có thể nhìn thấy những nhân tố vừa được nêu tên trong màu áo Quỷ Đỏ mùa tới. Thêm một thông tin liên quan đến cầu thủ đối diện tương lai bất định ở Manchester United thì Harry Maguire đang thực sự cho thấy sức hút của mình. Cụ thể, chỉ 24 tiếng sau thông tin Tottenham tăm tia đội trưởng Quỷ Đỏ thì đến nay một đại diện khác của EPL là Aston Villa cũng được cho là đã nhảy vào cuộc. Theo đó, huấn luyện viên Unai Emery đang cần bổ sung lực lượng và bộ sậu của đội chủ sân Villa Park thực sự coi ngôi sao người Anh là cái tên đáng cân nhắc. Quá nhanh, quá nguy hiểm có lẽ đang là từ đúng nhất để nói về phong cách làm việc của đương kim vô địch giải quốc gia Ả Rập Xê Út Al Ittihad. Theo đó, chỉ một ngày sau khi thông tin đội bóng này đang theo đuổi N'Golo Kanté được bật mí thì thương vụ trên đã hoàn thành. Cụ thể, các bên đã đồng ý ký vào một bản giao kèo 2 năm với mức đãi ngộ vô cùng béo bở dành cho tiền vệ người Pháp. Được biết con số này có thể lên đến 100 triệu euro mỗi mùa và giờ là lúc Kanté viết tiếp một chương mới trong sự nghiệp của mình. Vụ việc ngôi sao Vinicius của Real Madrid bị phân biệt chủng tộc là một trong những ồn ào lớn nhất mùa giải vừa rồi và sức ảnh hưởng của nó đã vượt qua ngoài biên giới Tây Ban Nha. Theo đó, Hội đồng lập pháp của thành phố Rio de Janeiro tại Brazil đã thông qua một bộ luật có tên là luật Vinicius Junior để nhằm dừng các trận đấu bất cứ khi nào có hành vi phân biệt chủng tộc xảy ra. Đây được xem là sự nỗ lực của các cơ quan có thẩm quyền và ở xứ sở Samba để vừa bảo vệ các cầu thủ và cũng là một động thái thể hiện sự ủng hộ với Vinicius. Mặc dù bị không ít fan Juventus phản đối và vừa trải qua một mùa giải không quá thành công cùng lão bà thành Turin, nhưng dường như tương lai huấn luyện viên Marc Allegri vẫn đang không hề bị đe dọa. Việc này đã được chính một người trong ban lãnh đạo ông lớn nước Ý là Maurizio Scannavino thông báo qua phát biểu. Chúng tôi có thể xác nhận rằng tương lai của Allegri chưa bao giờ bị đem ra thảo luận và công việc của ông ấy sẽ không gặp rủi ro. Câu lạc bộ đang chia sẻ kế hoạch dài hạn với Allegri và mối quan hệ của chúng tôi rất bền chặt. Mặc dù quá trình đàm phán giữa Real Nelson và Arsenal đã kéo dài khá lâu và tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí, với khả năng cao kết thúc của nó sẽ làm vừa lòng các Gunners. Theo đó, nhân tố 23 tuổi được cho là sẽ từ chối những lời đề nghị của nhiều đội bóng ở Ý, Anh và Pháp và sẽ ưu tiên gắn bó với đội chủ sân Emirates. Thông tin trên đã được chuyên gia săn tin Fabrizio Romano xác nhận và các đồn đoán đều đang nghiêng về viễn cảnh một bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2027 cùng với tùy chọn đi kèm sắp được công bố. Ngoài tài năng chơi bóng đã được khẳng định thì đội trưởng Cesar Azpilicueta của Chelsea còn vừa gây ấn tượng bởi khả năng học tập của mình. Theo đó, hậu vệ người Tây Ban Nha vừa tuyên bố hoàn thành một khóa học ở Harvard. Đây là một động thái chuẩn bị cho tương lai của lão tướng 33 tuổi và anh hiện đang nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các cổ động viên. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua.
Những chuyển động tiếp theo của các ông lớn cùng nhiều tin tức hấp dẫn khác của làng Tung Cầu sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ và bình an.